Bác chuyên đề thanh tổ sư thiền ban tổ chức có mời Hòa Thượng Minh Hòa tối nay chia sẻ cho lớp học căn bản chuyên đề tổ sư thiền. Các anh chiều xuống đi ăn cơm. Nhân chiều hôm nay Hòa Thượng với dân sự vị giới đàn Minh Nguyệt ở Đại Tùng Lâm, Hòa Thượng nằm trong ban tập sư, cho nên Hòa Thượng về Tùng Lâm. Thấy đâu ạ? Do đó Thấy đâu ạ? Đang lớp học. lẽ ra tối nay là Hòa Thượng chia sẻ với lớp học. Hòa Thượng đã chọn cái đề tài tiền mô quy củ, mà khi Hòa Thượng rời ở đây, Hòa Thượng lại giao phó cho tôi cái chuyện này. Thì bởi vì Hòa Thượng chọn cái đề tài là Hòa Thượng biết được cái nội dung để chia sẻ là nó chuẩn hơn tôi. Vì vậy cho nên thông báo trên Zoom trong lớp học về chuyên đề thăm tổ sư thiền. Tôi thay mặt Hòa Thượng coi như đại lao, nếu mà nó có những điều không đúng lắm thì mong ở trên lớp học quan hỷ cho, vì tôi chỉ phụ trách ở đây thiền viện Duy Lực là sáng chiều là chia sẻ với hành giả đang hành thiền đây thôi, chứ không thì đã từ lâu tôi không có tham gia chia sẻ trên cái lớp học này nữa rồi. Thì tối nay tôi xin thưa với hành giả, với thiền đường đại chúng, thì ở đây có 7 giờ đến 7 rưỡi là cái thường lệ của tu, nên nó còn thêm nửa tiếng. Thì nửa tiếng đó là để đi kinh hành, nhưng mà trong cái lớp học là nó từ 7 giờ đến 8 giờ, thì do vậy trong tìm đường đại chúng có một cái ý kiến chung là tối nay là để cùng chia sẻ hết 1 giờ hay là cũng tới nửa giờ rồi đi kinh hành. Mong quý vị đóng góp ý kiến này dạng sau đó. Thì nếu vậy thì nếu nửa tiếng rồi thì quý vị cứ đi kinh hành, tôi chia sẻ thêm nửa tiếng cho chương trình, tại vì ngồi lại sau, chứ giờ giờ cái máy mà đi chỗ khác chắc hơi khó. Nghe thì nó trái với cái tài khó hả? Nếu trái thì nghe luôn ha. Vậy giờ đại chúng bây giờ coi như là tăng thêm cái giờ chia sẻ trao đổi nửa tiếng thành 1 tiếng, sau đó thì đi kinh hành xong rồi nghỉ luôn. Vậy là đến ngày thứ năm. Thầy có thiện lớp đã đến lớp chưa, đã đến giờ chưa? Dạ, bạch hòa thượng đến giờ rồi ạ. Cho trên đó giờ sao, giờ đã chuẩn bị vô lớp chưa? Dạ, chuẩn bị vô lớp luôn hòa thượng.
mở mở mic lên đi. Dạ. Mình đang thắt lo vô thông Đây, sắp đèn sắp nghe được. Ok, cao. Cái là chị Tôn Đức Tăng đi và quý hành giả trên lớp học chuyên đề Tâm Tổ Chuyên Thiền. Tối hôm nay chủ giảng là Hòa Thượng Minh Hòa. Đề tài là quy củ thiền môn. Thì tối hôm nay Hòa Thượng có duyên sự về với Tùng Lâm để mà chứng minh giới đàn. Nhận nằm trong cái ban tập sư giới đàn của Tây Di, cho nên chiều ngài đã đi về với nó. Cho nên ngài ủy quyền lại cho tôi tối nay đãi lao cho ngài cái buổi nói chuyện này. Mong rằng xin dung cái nội dung và cái đề tài là do Hòa Thượng chọn. Do đó cho nên nhiều khi tôi nói nó cũng không hết cái ý được của Hòa Thượng. Mong quý vị quan vị cho. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài Hòa Thượng nói là quy củ của thiền môn. Quy củ là trích từ giáo luật để mà quy định cho thiền đường đại chúng dựa vào đó để mà ổn định cái sinh hoạt, cái đời sống tu tập hàng ngày. Trước khi tôi đi vào cái nội dung về cái đề tài này, tôi lấy một cái dẫn dụ giữa trong đạo tràng hoặc về mặt xã hội là cái mặt thực tế mà tôi cũng đã từng trải qua, thì để cho quý vị biết cái hữu ích về cái quy củ thiền môn. Tất nhiên là nói về mặt xã hội trước, rồi sau đó mới nói về và về mặt từng cái đạo tràng, từng cái bổn tự, từng gia đình. Nói về cái mặt cộng đồng xã hội sau năm 70 năm, chúng tôi là người trực tiếp chứng kiến lúc bây giờ nhân sự để quản lý nó rất thiếu, hai tỉnh nhập một cũng không có nhân sự để quản lý, cho nên luật pháp lúc bây giờ rất là hỗn loạn. Con người nảy sinh ra cướp bóc làm cho con người lầm than vô cùng suốt 10 năm, từ năm 75 đến 85 là sống ở trong hỗn loạn, rất là nhất là về vấn đề mà móc túi cướp giật đâu đâu cũng có. Những cái điểm này chính tôi cũng là người chứng kiến rõ ràng. Đó. Cho đến năm 85, luật pháp bắt đầu mới hình thành và đất nước dần dần ổn định đi vào một cái nếp sống yên ổn và coi như mọi mặt người dân đều gọi là an cư lạc nghiệp. Tại sao tôi phải nói những cái lời nói này?
Bởi vì cái thời đó chính là Hòa Thượng Thiền Sư, cũng là một cái người ra hoằng các tổ sư thiền. Chùa chiền không có, tự mình đi mượn từng nơi để mà gieo rắc cái hạt giống Bồ Đề tối thượng thừa này. Dẫu rằng khó khăn đến đâu, Ngài cũng không hề lùi bước. Vì vậy, chỉ cần các chùa ta cho mượn để mở cái pháp hội cho hành giả đến tham dự, và Ngài do đó để Ngài gieo được cái hạt giống thiền, tổ sư thiền này. Thì như vậy chùa chiền đã không có, thì chỗ ở của hành giả mỗi nơi chỉ đến giờ là đến để mà tu. Vì vậy cho nên cái giờ giấc nó không nhất định, có người thì đi đến 7 giờ, có người thì 8 giờ, có người đến 9 giờ, có người đến 10 giờ, bởi vì mỗi người ở mỗi nơi. Nghĩa là làm sao có chỗ ở thì mình cứ nhờ rồi để đến tu. Cho nên cái lúc đó nó không có ổn định cái giờ giấc. Do vậy cái sự khéo léo của Hòa Thượng lúc bây giờ ra hoằng pháp môn này là hết sức khéo léo. Nghĩa là tùy duyên trong mỗi hoàn cảnh, mỗi nơi, mà miễn làm sao Ngài chuyển dương được cái pháp này đến với mọi người, đến mọi tầng lớp. Bởi vì cái pháp này, nhờ cái pháp này thì mới có tu, mới có ngộ. Do vậy Hòa Thượng lúc bây giờ không nề hà mọi hoàn cảnh để mà mở thiền tháp pháp hội. Chỗ này không cho thì đi chỗ khác, mà chạy vòng vòng cả thành phố cho đến ra các tỉnh ngoài, và nghe được nơi nào có làm được thiền đường thì Ngài mừng lắm. Ngài vội vàng thúc làm cho to cho lớn để chúng mọi nơi được về tu tập. Nhưng cuối cùng nơi nào cũng nói làm nhưng không có thành. Do đó cái xã hội lúc bây giờ cũng chưa ổn định, Hòa Thượng ra hoằng cái pháp này cũng vậy. Cho nên nói đến cái thiền môn quy củ là nói đến cái chỗ ổn định, có cái đạo tràng ổn định, tứ chúng quy tụ, mười phương quy tụ về. Thì lúc bây giờ đương nhiên phải có một cái khuôn phép rõ ràng cho mọi người nương nhờ đó mà được tu tập bền vững và lâu dài. Quý vị cũng nên biết vì sao phải làm như vậy. Vì thiền đường của chúng ta là chỉ có một cái, nhưng tứ chúng mười phương thì mỗi miền, mỗi nhà, mỗi người đều có cái thói quen riêng của mỗi người và mỗi miền. Mà khi mà quy tụ về thiền đường thì cái thói quen đó đương nhiên nó sẽ mang vào cái tâm tư, vì cái thói quen đó nó làm chướng ngại cho một cái cộng đồng đang quy tụ về một cái thiền đường.
Thì nếu mà đã có một cái sự chướng ngại thì cái công phu cái như thế nào, cái sự tu tập nó ra sao. Vậy nếu mà không an thì làm sao trụ, mà không trụ thì làm sao để thực hành mà tu tập. Hôm nay thì được thiền viện Di Lực là một nơi đã được nhà nước công nhận là một cơ sở tôn giáo hoạt động về tôn giáo nói chung, và nói riêng về thiền viện Di Lực là chuyên về tham tổ sư thiền. Chỗ rằng chuyên về tham tổ sư thiền đi nữa thì cũng dựa trên con người, với con người cùng tu, mà chính giữa con người với con người sẽ gây ra cái mâu thuẫn, và giữa con người với con người sẽ làm sự bất hòa. Nếu mà đã đi đến chỗ mâu thuẫn bất hòa thì làm thế nào để mà giải hòa được, để đem lại cái yên ổn cho cái sự tu tập lâu dài không? Do đó cho nên nói đến cái quy củ là để quy định chung cho tất cả những ai ở miền nào, ở vùng nào, cho đến thân phận quyền uy giàu có cho đến nghèo hèn đều đến đây, đều là hành giả, đều là cùng tham một câu thoại đồng. Do vậy cái quy củ là muốn đem lại sự hòa bình cho mọi người, vì cái phát ngôn tham tổ sư thiền để mà giác ngộ nơi chính mình. Do đó cho nên quy củ thiền môn nó có hai phần. Một là đường quy, là quy định của thiền đường, là thường trụ. Những cái vật thường trụ của thiền đường thì chúng mười phương đến phải biết tôn trọng và giữ gìn, không được tự ý suy chuyển theo cái ý của mình. Vì thường trụ đã sắp xếp thì mình không được tự ý để mà làm theo ý của mình. Nếu mà mình đã làm theo ý của mình, đó là một cách sai phạm vì cá nhân của làm phạm quy củ. Hoặc là nói về thanh quy là nói về cá nhân của mỗi người cũng có nhiều cái thói quen khác biệt, cho nên cũng dễ xảy ra cái mâu thuẫn và đụng chạm dẫn đến bất hòa. Nhẹ nhẹ thì lặng lẽ bỏ đi, còn nặng thì gây gỗ làm cho cái đạo tràng luôn luôn có xào xáo bất ổn. Do vậy nói đến quy củ là để làm cho sự yên ổn trong và ngoài ở thiền đường, để đem lại cái sự tu tập bình yên lâu dài. Vì vậy tôi nói cái điều này là nói về tổng quát cái ý nghĩa của cái quy củ thiền môn. Còn cái nội dung chi tiết thì cái này nó ở trong nội nội bộ nội tự của nội chúng. Khi nào ở mỗi nơi đó có những điều gì xảy ra thì để đem lên những cái chi tiết đó để thành một cái quy phạm, làm thành một cái quy phạm đã quy định mà phạm thì dựa theo cái quy định đó để mà giải quyết cho những hành giả làm không đúng đã quy phạm của chuyên môn.
Đó là ý nghĩa về cái quy củ mà Hòa Thượng Minh Hòa đã chọn lấy cái đề tài này. Còn nói về chiều sâu nữa thì để khi những cái tuần khác thì Hòa Thượng nên chia sẻ nhiều hơn. Còn bây giờ nói về giải đáp thắc mắc cũng như chia sẻ với hành giả ở trên lớp học chuyên đề Thâm Tổ Thư Thiền, có điều gì còn thắc mắc về cái cách thực hành hay thắc mắc về cái pháp môn thì tôi hiểu được đến đâu thì tôi chia sẻ đến đó. Ngưỡng mong quý vị hoan hỷ và quý vị cứ nêu câu hỏi, tôi hiểu được đến đâu giải đáp đến đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nãy quý vị có nghe Hòa Thượng nói à ha. Hòa Thượng giảng lần này chứ mấy lần sau Hòa Thượng không vô giảng nữa đó. Cho nên chúng ta phải tranh thủ hỏi cho nhiều. Ha. À, mời Bích. Dạ con kính chào Hòa Thượng, dạ con kính chào quý thầy và quý vị đồng bạn đồng sang. Dạ Hòa Thượng cho con hỏi là Hòa Thượng giải thích cho con cái câu mà thế lưu bố xưởng và trước tưởng đó Hòa Thượng. Tại vì con nghe sư phụ Di Lặc giảng nhiều mà sao cái khúc đó mà con cũng hay giống như không không có lưu tâm lắm đó. Thành ra con không biết là trước tưởng và thế lưu bố tưởng là như thế nào ạ. Dạ con cảm ơn Hòa Thượng. Cái câu này Hòa Thượng ngày xưa có giải thích là thế lưu là thế gian lưu hành phổ biến, tất nhiên là nó thế lưu bố tưởng đó là thế gian lưu hành phổ biến. Những cái từ ngữ, những cái danh từ từ đời này truyền sang đời khác nhiều đời phổ biến nhau, thế lưu bố tưởng có cái trước tưởng và thế lưu bố tưởng không trước tưởng. Thì tất nhiên là thế lưu bố tưởng là thế gian lưu hành phổ biến và chấp trước cái đó là thật là đúng, chính vì chấp cái thật cái đúng đó cho nên có cái tốt xấu, có phiền não, có đúng sai, có cạnh tranh, có hơn thua, cho nên thành ra bất ổn. Còn thế lưu bố tưởng không có trước tưởng thì Bậc Thánh cũng là nói như vậy. Chẳng hạn thế gian nói cái nhà thì Bậc Thánh cũng nói nhà, nói trâu thì Bậc Thánh cũng nói trâu, nói ngựa thì Bậc Thánh cũng là cái danh từ đó, nhưng mà lại không có phiền não. Là gì? Không có chấp trước. Còn nếu mà chấp trước, do cái chấp trước cho nên mới có phiền não, có khổ đau. Thì vậy cho nên thế lưu bố tưởng sinh ra trước tưởng và thế lưu bố tưởng không có trước tưởng. Trong hai câu này con rõ chưa? Dạ Thế lưu con rõ bố rồi, con tưởng biết rồi dạ. là thế gian lưu hành phổ biến, tất nhiên là con trâu, là con trâu, con ngựa là con ngựa, chấp trước tất nhiên là cái gì cũng thật, cho nên khi nói ra đó, giữa hai người vừa nói ra đụng chạm nhau là chấp thật cho nên có phiền não. Cũng như người ta mắng mình thì liền chấp thật cái lời mắng đó là chấp thật người mắng đó là mắng thật, cho nên mình không chịu, mình tức giận. Nếu mà yếu cơ
thì đành ấm ức, chịu ấm ức phiền não. Mà nếu mà có thông thế cao cơ hơn thì sẽ gây đến gây gổ và đánh đập lẫn nhau. Đó là do cái thế gian lưu hành phổ biến mà có cái tư tưởng đó. Còn cái lời nói của Bậc Thánh cũng là cái lời nói như vậy, nhưng mà không có trước tưởng cho nên không có cái phiền não. Dạ Có con hiểu xin chưa? chưa và thầm thường. Dạ con hiểu. Dạ con chưa ngồi. À, mời vị tiếp theo. Tiếp theo. Con xin hỏi. Con xin hỏi. Con xin hỏi Hòa Thượng Hòa Thượng nghe thấy không ạ? À, nghe À, nghe. dạ. Con Nghe đây. xin dạ, con xin hỏi Hòa Thượng một câu là tham thiền không cho tìm hiểu, nhưng con trong đấy con lại thấy là được tham cứu, thì con chưa hiểu cái câu tham cái giữa cái tham thiền và tham cứu thì nó khác nhau ở chỗ nào, con xin hòa thượng khai thị ạ. Của thanh thiền là thăm cứu cái bản tâm của chính mình, cứu là nghiên cứu cái bản tâm của chính mình. Tất nhiên là khi chưa có trời đất, ta là cái gì? Tham tức là hỏi, hỏi lại chính mình mà không biết được, không biết được mình là cái gì, tiếp tục hỏi nữa, đó là tham cứu. Cứu là tìm cứu, mà cái tham cứu của thanh thiền là không cho cái tìm hiểu, không cho cái suy nghĩ để biết, tìm hiểu để biết, suy nghĩ để biết, mà làm sao ngay cái câu hỏi đó, đó chưa có trời đất mình là cái gì, là nghiên cứu lại ở nơi chính mình. Nếu tỏ ngộ được ngay nơi đó thì đó là tham thiền, cũng đó là ngộ đạo. Còn nếu mà không hiểu, không biết thì cứ tiếp tục hỏi nữa, hỏi cho đến khi nào cái cơ duyên nó đến, tình lình nhận ra, thì đó là cách tham cứu của thanh thiền là như vậy. Còn cái tham cứu hay là nghiên cứu của nhà bác học Newton là nghiên cứu có cái thể vật chất để đi nghiên cứu. Còn cái bản tâm thì nó vô sắc vô thanh, vô tâm vô tướng, cho nên làm sao nghiên cứu. Vì vậy cho nên nếu mà có cái thể vật chất thì là nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân, mà sau khi phát minh được cái vật chất đó nó như thế nào, nó hình thành làm sao, vì nó có cái thể vật chất cho nên phát hiện và chứng minh, phát hiện và chứng minh cho nó gọi là phát minh. Cũng như nhà bác học Newton nói, để tao rơi xuống sao muốn rơi lên trời, rơi xuống đất, đi nghiên cứu và phát hiện được do cái hấp dẫn lực của trái đất mà nó rơi xuống.
Thì như vậy thì làm sao chứng minh cho người ta biết rằng là nó có thể rơi được trên trời đó. Thì người ta cũng có được những cái dụng cụ để hút hết tất cả những không khí, thì chứng tỏ cho cái cây táo nó không rơi xuống. Thì đó gọi là phát minh, là phát hiện và chứng minh cho cái vật thể đó. Còn cái bản tâm vô sắc vô thanh, vô tâm vô tướng, cho nên nó ngộ là giác ngộ, là nhận, chứ không nói phát minh. Mà nhận, ngộ nhận là như thế nào? Giả sử như cái ly nước nó nóng hoặc là lạnh, mà có người nói rằng nó nóng hay là nó lạnh, mình thấy mình biết nhưng chưa chứng minh rằng cái nóng lạnh nó như thế nào. Khi bê lên uống vô rồi mới biết nóng là nóng như thế nào, lạnh là như thế nào. Rồi. Thì cái nó chỉ có cái người đó mới chứng thực được, mới biết được thôi. Rồi. Mà diễn tả thì diễn tả cũng được. Nếu ai muốn biết như thế nào thì cứ thử thì tự biết được. Thì đó là cái chứng tỏ cho tạm dừng với cái giấc ngủ là như vậy. Nào mà chú Quỳnh. Dạ vâng, con kính chào thầy ạ, con kính chào các cô chú đồng tham ở đây. Con thưa thầy là khi con nghe câu hình như tiếng hơi bị vọng. Vâng. Con thưa thầy là khi con nghe câu tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ thì con có một chút thắc mắc hơn là con muốn hiểu rõ hơn một một chút là bởi vì cùng là tham thoại đầu thì cách thức dụng công như thế nào thì sẽ dẫn đến tiểu ngộ và cách thức dụng công như thế nào sẽ đến đại ngộ, thì con muốn thầy con mong thầy có thể giải đáp cho con rõ hơn điều này. Con cảm ơn thầy ạ. À, cái tiểu nghi á và cái đại nghi. Cái tiểu nghi tất nhiên là khi nghi có gián đoạn, có lúc nghi lúc không nghi. Còn cái đại nghi á là không có gián đoạn. Do không có gián đoạn đến khi ngộ là ngộ triệt để. Còn cái tiểu nghi là nghi có gián đoạn, cho nên có ngộ tại cái không gian, cái gián đoạn đó, cái không gian đoạn nó làm chướng ngại, cho nên chỉ gọi là tiểu nghi và cũng tiểu ngộ. Là sau hòa thượng có nói cũng là cái ngộ, nhưng mà cái ngộ đó chưa có liễu, chứ là chưa có lìa được. Còn cái ngộ chưa lìa, cái còn cái ngộ chưa lìa vẫn còn vướng vào cái tri kiến, cho nên chưa dụng được cái bản tâm, phải tu nữa, tu để cho liễu sạch thì mới dụng được cái bản tâm. Thì cho nên cái chỗ tiểu ngộ này cần có sự tri thức, nếu không bị nặng lòng tưởng là ngộ là xong, sinh ra tri kiến, cái tri kiến làm chướng ngại. Vì cho nên cái tiểu nghi là tại do cái công phu nó có gián đoạn. Thì bây giờ hành giả công phu có được niên mật chưa? Nếu niên mật á mà không hề gián đoạn 24/24 liên tục thì mới nói đến tiểu nghi và đại nghi.
còn bây giờ mới có tập hành thiền thôi. Theo gì hòa thượng nói á, từ thoại dĩ đến thoại đầu, khi mà đề khởi con thoại đầu thì đã lìa thoại dĩ, nhưng mà đến thoại đầu thì chưa đến. Trên cái đường đi ý thức, trên đường đi tức là ý thức là biết, mà nếu còn có cái biết tức nghĩa là cái nghi tình có gián đoạn thì vậy nên đó gọi là chuẩn bị. Còn nếu mà trên đường đi bắt đầu tham cho đến thoại đầu mà không hề có một chút biết thì cái nghi tình không hề có gián đoạn mới là đại nghi. Dạ con cảm ơn thầy ạ. À, mời vị tiếp theo. Mời tiếp theo. Còn quý vị nào ngại thì chúng ta Ngại chúng ta nhắn tin ha. nhắn tin hơn. Lâu lâu thì chúng ta mới gặp Lâu chúng ta mới gặp. Thì thiền tông kinh đọc sơ quan, trung quan mà hạ quan á, tất nhiên là cái sơ quan là chỉ mới có nhận ra, chỉ chưa bước vô trong nhà, tức nhận đi mới tới cái cửa rồi, chỉ chưa vô. Thì khi nào mà bước vô bên trong á, được rồi đó, thì lúc bây giờ mới tự tự thấu rõ được cái tập khí và mọi mọi nhân quả lâu đời của mình đều rõ hết, rõ được cái nhân quả tập khí của chính mình rõ hết. Rồi từ cái rõ hết này ra nó làm sao cho sạch hết, cho sạch hết nào, sạch hết rồi đó thì mới là dựng được theo cách của ngài Lai Quá dạy. Thì tiếng pháp thân tất nhiên là mới có thấy được cái bản thể, chỉ chưa thể nhập vào cái bản thể, tất nhiên là thấy được cái nhà này chứ chưa vào nhà, thì đó cũng đã là ngộ đó, là nhận ra mình có cái nhà rồi, lâu nay mình muốn biết nó nhưng nay đã thấy nó rồi nhưng mà chưa bước vào. Thì bước vào đó thì ngài La Quả nói là chứng pháp thân, tức như là bước vô được trong nhà. Nhưng mà ngài nói thêm cái chỗ là tuy là đã bước vào nhà rồi nhưng mà cái nhà mình đã rời bỏ lâu năm, cho nên mọi thứ đều bám vào, cho nên muốn dùng dùng không được. Muốn có cái chỗ nghỉ ngơi thì bụi bặm cũng chưa nghỉ ngơi được. À, muốn các cái đồ dùng dùng không được.
thì tất nhiên những cái đó đều gọi là cái nhân quả tập khí của chính mình. Thì bây giờ kêu là tái tham hay hậu tham đó. Là tu, cái tu bây giờ là tu để quét sạch cái tập khí, còn cái tu ban đầu là để nhận ra cái bổn tập. Nào. Thì khi nhận ra bổn tâm đã bước vào nhưng mà dùng chưa được, phải còn tiếp tục tu để quét sạch cái tập khí. Thiền tông cũng gọi là bản nhận. À. Thì bước vô thì đã kêu là chứng pháp thân nhưng mà cũng chưa dùng được, phải tiếp tục cho đến khi sử dụng được thấu triệt, không chỗ nào không hiểu biết và không chỗ nào không dùng được. Thì đến bây giờ đó, đến giai đoạn thứ ba nó gọi là thấu pháp thân, là thấu triệt ngọn ngắt. Vì vậy cho nên thiền tông đối với cái ngữ lục nhiều người mới vừa nghe qua tưởng rằng là đã ngộ là hết tu, nhưng khi tu đến đó rồi mới rõ biết. Bởi sao rõ biết? Vì nếu bước vô nhà mà còn những cái đồ dùng chưa dùng được thì mình tự biết làm sao rồi. Muốn dùng là phải tự biết làm sao. Bây giờ mỗi mỗi đều rõ ràng. Đó. Cho nên đoạn này chỉ tôi giải đáp được như vậy thôi. Còn chỉ nói trên cái đường hành là mỗi mỗi phải đề khởi câu thoại đạo. Nhờ câu thoại đầu mới phát khởi cái nghi tình, mà muốn cái nghi tình được lâu dài thành kiến thì nhờ câu thoại đầu, cũng là nhờ câu thoại đầu nó mới duy trì cái nghi tình lâu dài thành kiến để đi đến nhận ra cái bản tâm của chính mình. Vì vậy cho nên nói tham thoại đầu, tham là hỏi, thoại là câu thoại, đầu là đầu câu thoại. Cái câu thoại nó có tác dụng một là nó biết như người bệnh què chân, nhờ cây gậy để chống đi. Hai là nó có cái tác dụng khởi lên cái nghi tình. Ba là nó cũng có cái tác dụng ví như người đưa mình đến đến nhà. Đã người đã đưa mình đến nhà rồi thì nó hết trách nhiệm. Vì vậy cái câu thoại đầu là cái từ bi của tổ sư, từ bi của tổ sư vì biết cái tâm tánh của chúng sanh. Nếu không có câu thoại đầu thì muốn đến rất là khó, cũng như người què chân mà muốn đi cho đến nơi cũng rất là khó. Cho nên đây là cái từ bi của chư tổ, hiểu được cái tâm trạng của chúng sanh. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, có vị tham gia cái dân học hôm nay có đề ra một câu hỏi, đó chính là của hành giả Trần Quốc Hoàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thầy khai thị sức lại cho con về vấn đề như ngài Lục Tổ chỉ cần nghe một câu kinh mà ngộ, và nhiều tổ khác thình lình tự ngộ như vậy là các ngài ngộ là mới chứng được sơ quan hay đã đến trung quan ạ? Là cái thứ nhất của câu hỏi ạ. Hòa thượng, mời hòa thượng giải đáp ạ. À, chú Pháp Hoàng, cái ngộ này là của Lục Tổ, mà lúc đó tôi chưa có. Tôi cũng chưa có, mà bây giờ tôi cũng giống như chú thôi. Cho nên là Lục Tổ lúc bây giờ là đã ngộ sơ quan hay là thấu triệt đó. Thì nếu mà dựa theo sử sách thì là đã qua cái suy nghĩ rồi, cho nên giải đáp cái này không hoàn toàn là chuẩn. À, vì vậy cho nên tôi cũng tạm giải đáp cái phần mà vì sao mà nghe cái câu kinh đó mà bất giác liền hiểu, liền hiểu ra đó là bởi vì á, mấy ngày trước tôi cũng thường xuyên chia sẻ tại sao thường thường chư tổ thường nói rằng chư Phật chư tổ từ thiền đường mà ra. Vậy thiền đường có cái gì mà lại chư Phật chư tổ từ thiền đường ra? Quý vị biết chỗ này không? Tại hồi nãy nói về cái quy củ đó. Tại vì thiền đường có cái phương pháp để đúc ra cái hạnh Phật hạnh tổ, là cái khuôn phép đúc ra cái hạnh Phật hạnh tổ. Thì những người mà đã ở từ trong thiền đường đó, đã tu nhiều đời nhiều kiếp, cả thân tâm đều là đạo, toàn thân là đạo, toàn tâm cũng là đạo, cho nên chỉ cần nghe một cái câu kinh hoặc một tiếng chuông cho đến cái mõm bất giác nhớ lại, à bất giác nhớ lại mọi chuyện. Thì cái này hồi xưa hòa thượng cũng có kể là ông Huỳnh Đình Kiên, à là trước kia ông ta là một cô gái không có gia đình. Trước khi cô chết, những cái đồ có để trong cái rương vào tháng nào năm nào học cấp bậc như thế nào, cô ta ghi lại để trong rương, khóa lại và có chìa khóa đi. Rồi còn dặn mẹ rằng ngày sau con sẽ lại chính con mở cái rương này ra. Thì cái sanh cái tử đó cũng là cái ngày sanh của cô đó, là trở thành một người nam và học đậu làm quan là bộ thượng thư, trước như giờ chắc là bộ trưởng này. Thì một hôm đã được cái chức vị thượng thư rồi, về nhận cái chỗ làm việc đó, thì ăn cơm trưa bỗng nhiên sao thấy mình đi đến cái chỗ đó, và gặp cái nhà đó đang ăn cơm, thì thức dậy thì cái miệng còn giống như còn dính cơm, thấy một cái điềm lạ, đi theo cái dấu đó đến thì gặp bà già đang quét, liền hỏi bà già hôm nay nhà bà có gì ăn. Bà nói có, bữa nay là giỗ, ngày giỗ của con gái tôi. Thì vừa được nghe đó thì hỏi chứ
có để lại cái gì nữa là nó có để cái dương, mà nó dặn là ngày sau nó về chính nó lấy mở ra. Thì ông liền hỏi vậy chứ bà có biết để đâu không? Không biết, bây giờ tôi biết đó là cái nhân duyên nó làm cho chợt nhớ lại, thì là cái nhân đời trước đã tạo đã thành rồi, chứ không phải là mới mới sanh ra là có. Thì đây là nói về cái câu chuyện này, là nói cho tại sao lục tổ hoặc là các vị đều chỉ nghe qua thì liền ngộ, là vì họ đã trải qua cái sự tu tập tất cả các hạnh, đã từng làm qua, đã từng tu qua, cho nên toàn thân họ do các pháp tu mà thành tựu, gọi là pháp thân, do các hạnh mà thành tựu. Vì vậy cho nên khi mà nhân duyên hội đủ, chỉ một câu một kệ họ đều ngộ ngay. Bây giờ hành giả muốn được như vậy thì hành giả cũng tu y như vậy, một đời không đời thì cũng có thể được như vậy. Thì đó là đúng với cái nhân và thành tựu kết quả. Tôi nhớ lại lúc trước chính tôi đó lên trên cái vùng định quán, lúc bây giờ đi vô trong rừng á để bứt mấy cái dây mây để về làm cái giỏ gánh bắp, đi trong lúc đi hai người, thì một người á thì đứng bảo tôi là đứng ở bìa rừng chờ, người kia vô trong á thì chặt dây mây, chặt xong vô kéo, chặt xong kêu tôi vào, tôi mới ôm bó mây lên á thì người đó liền đi và tôi cứ đi theo. Như vậy là hai người cứ đi mãi trong rừng, mà cái tâm á là muốn đi ra khỏi rừng. Cái tâm thì lúc đó lúc nó hướng là hướng đi ra, mà càng đi ra lại là đi vô, càng đi ra lại là đi vô, đi mãi trong rừng, càng lo sợ, mà lo sợ là muốn đi ra nhưng lại cứ càng đi vô. Đây là bản thân tôi trực tiếp chứ không phải là tưởng tượng. Nhưng mà làm sao để ra? Bỗng nhiên nghe tiếng gõ cây, là vì họ tỉa lúa, cái cây nó họ trọt trọt nó dính đó. Nhờ cái tiếng giang đó mới biết cái phương hướng lúc bây giờ mới ra, mới ra được. Thì cách đâu cũng hơn cây số, từ cái điểm mình vô cho đến khi mà ra hơn cây số. Đó. Tại sao tôi đã nói điều này? Đây là cái phương tiện tu tập hàng ngày, mỗi mỗi đều là cái nhân duyên để trợ đạo, mỗi mỗi cái quy củ hay mỗi mỗi các pháp ở thiền đường đều là cái nhân duyên trợ đạo, chẳng phải cho đời này mà kể cả cho đời sau. Nhờ cái nhân duyên đó mà để quy trở lại và tiếp tục làm cái pháp này. Thì cái gì nghĩ sao? Nếu mà lúc đó không có nghe được cái tiếng đó, đó thì không biết bao giờ tôi ra được cái khỏi được. Mà lúc tâm tư thì là muốn ra, chứ đâu có muốn đi vô rồi. Mà càng muốn ra lại càng lạc. Vậy thì bây giờ mình đang ở đây có phải trong rừng không? Mình đang ở đây kêu là biển khổ mênh mông, nó giống như ở trong rừng, mà mình không nhờ cái phương tiện thì thấy cái khổ rõ ràng,
nhưng mà muốn ra biết làm sao để ra, cứ lòng vòng hoài. Thì khác nào như tôi lúc đó đi lạc trong đó là muốn ra chứ đâu có muốn đi ở gì đó, mà càng ra nó lại càng lạc. Đấy. Nếu không nhờ những cái tiếng đó thì không biết bao giờ. Thì bây giờ nếu không nhờ cái thiền đường, không nhờ cái chúng tăng, không nhờ cái chuông mỏ, đều là cái nhân duyên để trợ cho mình hiện tại và mai sau. Cũng như nếu ở thiền đường, quý vị đang ngồi chắp tay thì cái công việc nó rất là nhiều. Nếu không có nhờ cái tiếng bản, nhờ cái tiếng chuông thì không đánh thức cái tâm dội dàng mau mau trở về vào thiền đường. Vì vậy cho nên nói đến thiền đường quy củ là một cái môn trợ đạo rất hữu ích cho hiện tại và cho mai sau. Vậy thì vị nào hôm nay đã có ở trong thiền đường, đã có tu tập, chính là đã gieo cái nhân này. Đã gieo cái nhân này. Thì có nhân tức là có quả, có nhân tức có duyên. Có nhân thì có cái duyên để gặp lại thiền đường, gặp lại bạn đồng tham cùng tu pháp này. Còn 5 năm phút. Còn nữa hả? Còn mấy? Cái bạn toàn đã đi đường này chúng và tất cả quý vị hành giả có mặt trên Zoom thì nhóm buổi khai thị vào buổi khai thị sáng nay thì nhóm hỗ trợ buổi khai thị hòa thượng xin phép được cáo lỗi khi chưa cập nhật kịp cái câu hỏi của vị hành giả vào buổi sáng cho hòa thượng khai thị. Thì nhóm cũng đã thông báo với hòa thượng và tối nay là tiếp tục cái khai thị về cái thắc mắc buổi sáng của vị hành giả này, đó chính là xin thầy giải đáp cho con, khi con thân thiền con hỏi thoại đầu con hỏi câu thoại đầu nhưng bên trong nó im lặng hoặc nổi lên những tưởng, làm sao để con nghi được khi hỏi thoại đầu ạ? À, bữa nay có hành giả đang hỏi câu hỏi có trên này không? Có trên Zoom nha. Cái câu hỏi hồi sáng của hành giả bây giờ có tham gia trên này không? Bởi vì phải trả lời thì phải có hành giả đó để mà hành giả để mà nắm bắt cái câu hỏi này. Còn nếu không có thì giờ trả lời, mà trả lời ai nghe đây? Dạ thì theo con thấy thì cái tài khoản mà đề cập câu hỏi buổi giờ buổi sáng thì hiện không có trên Zoom này, và con cảm ơn hành giả có tên là T đã giúp nhắc nhở. Đã rồi. Dạ cái vị hồi sáng hỏi thì không thấy có mặt à, nhưng mà có một vị trong Zoom nhắc lại câu hỏi buổi sáng nhìn. Vị hồi vị đó mà giờ vị khác nhắc lại. Dạ đúng rồi. Bởi vì nếu mà hỏi cái câu này đó, khi mà thân thiền có lúc thì yên lặng phải không? Dạ. À, cái lúc yên lặng Có lúc nổi lên những tưởng. à, nằm như bình thường thì làm sao có nghi tình ha. Dạ đúng rồi. Cái câu này đó thì ai cũng có khi mà tham thiền gặp phải, nhưng mà phải biết cái pháp tham thiền là chỉ hỏi câu thoại, chỉ hỏi câu thoại, và khi vừa hỏi dứt câu thoại có khởi lên cái không hiểu không biết gọi là nghi tình,
Nghi là không hiểu không biết, tình là cái tình trạng biết không được, muốn biết mà biết không được, chỉ còn hỏi và có cái đó, có nghi tình thì đó là tham thiền. Thì cứ chữ giữ hỏi con thoại và cái nghi liên tục đừng để gián đoạn là tham thiền. Còn nếu mà có vọng tưởng hay là yên lặng, cái chuyện đó nó không liên can đến cái tham thiền. Mà nếu mà để ý đến cái thanh tịnh hay vọng tưởng thì tất nhiên cái tham thiền đã gián đoạn, đã mất rồi. Tại vì sao hồi sáng cũng có giải thích, Ngài Lai Quả nói rằng là mới nhìn thấy trên cây đào cơ lý dường như là một chục con khỉ, nhưng mà định tĩnh nghĩ dồn cho kỹ chỉ có một con. Thì cái nghi tình câu thoại đầu cũng là từ một niệm, và cái vọng tưởng cũng là từ một niệm, và cái yên lặng cũng là từ một niệm. Có một niệm yên lặng mới cảm giác yên lặng, yên lặng. Vì vậy cho nên nếu mà giữ được cái câu thoại đầu, hỏi được câu thoại đầu, có cái nghi tình thì mọi cảm giác kia là nó tự động dần dần nó tự hết. Còn nếu mà còn để ý, để càng để ý thì tất nhiên cái công phu đã bị gián đoạn rồi. Thì mong hành giả hỏi sao cái con thoại được rõ ràng và phát khởi được cái con hiểu con biết gọi là nghi tình, giữ cái con hiểu con biết đó mà tiếp tục hỏi nữa thì đó là tham thiền, gọi là tham tổ sư thiền. Tham thiền là tham như vậy. Bây giờ giải đáp và chia sẻ trong lớp học cũng đã hết giờ. Vậy là mong quý vị hành giả những điều tôi dạy đó nó còn có những cái chỗ chưa đúng, là vì tôi cũng là còn phàm phu nên là không làm sao là trọn vẹn được. Mong quý vị quan hệ cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn thôi sáng đi, nó còn nhiều giờ. Bây giờ đang chăm sóc mặt Hả? tại vì đang cho những lời khai thị của bà À, hồi trước á, con nghe cô Giang là cổ nói ngày xưa á, khi mà giống như cổ suy nghĩ trong lúc công phu á, cô nghĩ tới cái gì á, cổ thắc mắc cái gì á, lại như rằng đó là cái buổi kế tiếp á, là hòa thượng sẽ nói ngay cái đó, rồi xong bây giờ hết con cũng bị vậy nữa rồi. Hôm trước tôi cũng nghĩ tới cái câu chuyện của cái ông Vương Khang Hy đó, thì hôm sau hòa thượng lại nói, rồi xong cái mấy hôm sau, nhiều hôm sau lại lên nhiều cái như vậy nữa, rồi xong mới đây nè con lại nghĩ tới cái việc mà ngày xưa hòa thượng đi mượn cái đạo tràng chỗ chùa của người ta đó. À, cho nên không có quy định về đồng phục hay đại gì hết. Con lại suy nghĩ đến chuyện đó thì lên đây hòa thượng lại nói chuyện đó. Và sau con định hỏi hòa thượng là cái chuyện của ông Quỳnh Đình Kiên á, thì hòa thượng lại nói cái đó trong Quỳnh Đình Kiên, vậy cái đó là cái gì với hòa thượng? Bây giờ cái gì thì cái, con phải là giữ cái câu thoại đầu và nghi tình mới là đúng à, mới là đúng với cái hành giả tham thiền à. Còn cái đó là do cái nhân duyên à, cho nên biết để nó ra khỏi câu thoại đầu tiếp và giữ cái nghi tình ở trong thiền đường. Trong mùa tu này, ngoài câu thoại đầu nghi tình ra có chuyện khác, giờ đề lên câu thoại đầu tiếp tục tham đi. Bây giờ thầy thầy cho phát hiện tiếp tục để cho cái lớp này để cho hành giả ở đây đi kinh hành.